Mời con đoàn chúng ta đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Có lời Đức Chúa phán: Này đây, người tôi chung của ta sẽ thành tựu, sẽ vươn cao nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi chung của ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? Người tôi chung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, đáng chúng ta ngắm nhìn. Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả, nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông. Người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi người ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh. Vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo, và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi chung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho người muôn người làm sản nghiệp, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
người sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thực ra, người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đó là lời Chúa. Bài trích thư gửi tín hữu Hipri. Chúa ta có một vị thượng tế Giêsu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời nguyện xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thông, nhưng nỗi yếu hèn của ta vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van, khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện, lại xin nên đứng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính, dầu là con Thiên Chúa. Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.
và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở lên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Đó là lời Chúa. Chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi với các môn đệ sang bên kia suối Giê-sông. Ở đó có một khu vườn, người vào đó cùng với các môn đệ. Giu-đa kẻ phản bội đã biết rõ lời đó, vì Chúa Giêsu thường đến đây với các môn đệ. Vậy Giu-đa dẫn tới một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và biện phái. Họ đến đó với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu biết mọi sự sẽ xảy đến cho mình, nên người tiến ra và hỏi chúng rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Chúa Giêsu bảo rằng: này ta đây. Giu-đa là kẻ lộp người cùng đứng đó với bọn chúng. Khi người vừa nói lạy ta đây, bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thừa rằng: Chúa Giêsu đáp lại rằng: ta đã bảo các ngươi rằng ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói: trong những kẻ cha đã trao phó cho con, con chẳng để mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tay bên phải. Đầy tớ ấy tên là Manco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: hãy xỏ gươm vào bao trên cha thầy đã trao, lẽ nào thầy không uống? Bây giờ toàn quân trưởng toàn và đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Chúa Giêsu trói lại, rồi điều người đến nhà ông An La trước, vì ông ấy là nhà phụ của ông Cai Pha, đương làm thượng tế lắm ấy. Chính Cai Pha là người đã đưa ra ý kiến lạy cho người Do Thái, để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn nhiều. Còn Simon Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Người môn đệ này quen vị thượng tế, lên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế.
cùng Phêrô có phải đứng ngoài. Vì thế môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, ra lối với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô lư tỳ gác cửa liền bảo Phêrô rằng: có phải ông cũng là môn đệ của người này không? Ông đáp rằng: tôi không phải đâu. Đám đầy tớ và thuộc hạ có nhóm một đống lửa và đứng sưởi vì trời lạnh. Phêrô cùng đứng sưởi với họ. Vì thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của người. Chúa Giêsu đáp rằng: tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi hằng giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói chi thầm lên cả. Tại sao ông lại hỏi tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi nói với họ. Chính họ biết rõ điều tôi đã nói. Nghe vậy, một tên thuộc hạ đứng đó và mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: ngươi trả lời vì thượng tế như vậy. Chúa Giêsu đáp rằng: nếu tôi nói sai, hãy chứng minh điều sai đó. Còn nếu tôi nói phải, thì tại sao anh lại đánh tôi? Rồi ông an la cho dài người vẫn bị trói đến cùng vì thượng tế Ca-i-pha. Lúc ấy Phêrô đang đứng dưới, thò bao ông: có phải ông cũng là muốn để người đó? Ông liền trôi rằng: tôi không phải đâu. Một tên đầy tớ của vị thượng tế có họ hàng với người bị Phêrô chém đứt tay cái lại rằng: tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao? Phêrô lại trôi lửa và ngay lúc đó gà gáy. Bây giờ họ điều Chúa Giêsu từ nhà ông Ca-i-pha đến dinh quan tổng trấn. Lúc đó trời đã sáng nhưng họ không vào dinh để hỏi vì nhớ bần và để có thể ăn lễ vượt qua được. Vậy quan Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và nói rằng: các ngươi tố cáo người này về điều chi? Họ đáp lại rằng: Phi-la-tô bảo họ rằng: các người cứ đem nó đi mà xét xử theo luật của các người. Nhưng người Do Thái đáp lại rằng: chúng tôi không có quyền xử tử. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước: người sẽ phải chết ở hành lao. Bây giờ quan Phi-la-tô trở vào dinh, gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp rằng:
quan tự mình nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Quan Phi-la-tô đáp lại rằng: ta đâu phải là người Do Thái. Dân ông cùng các thượng tế đã lộp ông cho ta. Ông đã làm chi? Chúa Giê-xu đáp rằng: nương tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nương tôi thuộc về thế gian này, thì những thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nương tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại rằng: vậy ông là vua? Chúa Giê-xu đáp rằng: chính quan nói tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Quan Phi-la-tô bảo người: chân lý là chi? Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ: ta không tìm thấy nơi người này đi do nào để kể tội. Nhưng luật lệ các ngươi muốn ta phong tê cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phong tích vua Do Thái cho các người chăng? Họ liền lao lên rằng: không phải thế đâu, như là Ba-ra-ba là một tên cướp. Bây giờ quan Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-xu đi mà đánh đòn. Bọn chúng kết một vòng gai nhọn rồi đậu đội lên đầu người, và chúng mặc cho người một áo choàng đỏ. Chúng đến gần người và nói rằng: tâu vua Do Thái. Và chúng vào mặt người. Quan Phi-la-tô lại ra ngoài và nói rằng: đây ta cho dân người ấy ra cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy lý do nào để kết tội người ấy. Bây giờ Chúa Giê-xu đi ra đội vòng gai và khoác áo đỏ. Quan Phi-la-tô bảo họ: đây là người. Vừa thấy người, các thượng tế và thuộc hạ liền la to rằng: Đấng Kitô bảo thần sao? Đấng Kitô bảo thần sao? Quan Phi-la-tô bảo: các ngươi cứ đem đi mà đóng đi vào thẩm ta. Phần ta không thấy có lý do nào để kết tội ông được. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi vô lòng và nghe lòng có bài trên vì nó tự xưng là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, quan Phi-la-tô càng hoang sợ hơn. Ông trở vào dinh và nói với Chúa Giê-xu
ông từ đâu đến? Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bây giờ quan Phi-la-tô bảo người, ông không trả lời ta, ông không biết rằng ta có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Chúa Giêsu đáp rằng: Ngài chẳng có quyền gì trên tôi. Nếu từ trên không ban xuống cho Ngài, vì thế kẻ nộp tôi cho Ngài mắc tội nặng hơn. Từ lúc đó quan Phi-la-tô tìm canh tha người, nhưng người Do Thái la lên rằng: Liệu ai ta Phi-la-tô vừa nghe lời đó, liền cho điều Chúa Giê-xu ra ngoài. Rồi ông lên ngồi tòa xử, lời gọi là lên đá, tiếng Do Thái gọi là gấp bà thà. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, ngày chuẩn bị lễ vượt qua, quan Phi-la-tô bảo dân Do Thái rằng: Đây là của các ngươi. Nhưng họ la to rằng: Điên đi, điên đi, đóng đinh nó đi. Quan Phi-la-tô nói rằng: Ta đóng đinh của các ngươi. Các thượng tế đáp rằng: Chúng tôi không muốn là các ngài hoàng đế. Bây giờ quan giao người cho họ đem đi đóng đinh. Vậy họ điều Chúa Giêsu đi, và chính người vang thầm ra đến nơi kia gọi là Lối Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn Gô Thà. Ở đó họ đóng đinh người trên thầm giá, cùng với hai người nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Quan Phi-la-tô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thầm giá, bảng mang hàng chữ này: Giêsu Nazareth là vua Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bảng đó vì lời Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì ở gần thành, mà bảng được viết bằng tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp. Vì thế các thượng tế đến thưa với quan Phi-la-tô rằng: Xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng lên viết: Người này đã nói ta là vua dân Do Thái. Quan Phi-la-tô đáp rằng: Điều ta đã viết là đã viết. Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá rồi, thì họ lấy áo người chia làm bốn phần, cho mỗi người một phần. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Họ bao nhỏ rằng: Chúng ta đừng xé áo này, nhưng ngay dù tắm xe mai được thì đây. Như thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Chúng đã chia nhau y phục của ta và đã rút thăm lấy áo dài.
chính quân linh đã làm điều đó. Đứng gần thầm ra Chúa Giêsu, ô mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria, vợ ông Cleopa và Maria Magdalena, vì thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ mình thương mến. Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Hỡi bà, đây là con bà. Rồi người lại nói với các môn đệ rằng: Này là mẹ con. Và từ giờ đó môn đệ lãnh nhận bà về nhà mình. Sau đó vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất và để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói rằng: Ta ở đó có một bình đầy dâm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dâm, cắm vào đầu nhành cây hương thảo đưa lên miệng người. Khi đã nêm dâm rồi, Chúa Giêsu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất. Và người gục đầu xuống chôn hờ. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ, người Do Thái không muốn để xác trên thập giá trong ngày Sa-bát, vì ngày Sa-bát đó là ngày đại lễ, nên họ xin quan Phi-la-tô cho đánh tầm ông chân tội nhân và cho cân xác xuống. Quân linh đánh tầm ông chân của người thứ nhân và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy người đã chết, nên không đánh tầm ông chân người nữa. Tuy nhiên, một tên lính lấy dao đâm cạnh sườn người, từng thì mau cùng lướt trời ra. Người đã xem thấy thì xin làm chứng, và lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật, để cho anh em cũng tin lừa. Thật vậy, việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh rằng: Người ta sẽ không đánh dập một cái xương lào của người. Lại có lời kinh thánh khác rằng: Họ sẽ nhìn xem lưng họ đã đâm thâu qua. Sau đó, vô xe người Arimathea, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin quan Phi-la-tô cho phép cân xác Chúa Giêsu. Quan Phi-la-tô cho phép, vậy ông đến cân xác người. Li-cô-đê-mô cùng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc thược trộn lẫn với hương trầm. Họ nhận xác Chúa Giêsu và lấy vải bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục lệ khâm liệm của người Do Thái.
ở nơi Chúa chịu đóng đinh, có một khu vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới chưa chôn cất người nào. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái, lên ngôi mộ lại rất gần, lên họ mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong mùa thương khó, đặc biệt là trong ngày thứ sáu này, khi mà chúng ta đi lại chặng đàng thánh giá của Chúa Giêsu ngày xưa, chúng ta được mời gọi nhìn đến những cực hình, những nỗi sỉ nhục mà Chúa phải gánh chịu vì chính con người chúng ta. Và theo cái tâm lý tự nhiên, chúng ta thương Chúa. Sao Chúa lại khổ như vậy? Chúa chẳng có tội gì mà lại bị người ta sỉ nhục, hành hạ và bị giết như một kẻ làm bao điều gian ác. Cách đây mấy năm, khi bộ phim Passion ra đời, bộ phim nói về 24 giờ sau cùng của Đức Giêsu. Và lúc công chiếu thì người ta đã phải nói trước rằng những ai yếu thần kinh, những ai bị tim mạch thì nên không xem bộ phim này. Và quả thật, khi mà xem lại cảnh Chúa Giêsu bị người ta đánh đập và sỉ nhục, có rất nhiều người đã không cầm được nước mắt. Và có người vì thương Chúa, vì giận dữ quân dữ và vì yếu thần kinh cho nên đã phải vào viện. Chúng ta thương Chúa lắm, bởi vì tại sao Chúa khổ như vậy? Cũng giống như dân thành Jerusalem ngày xưa, nhất là với các phụ nữ tốt lành, khi mà thấy Chúa vác thánh giá trên đường, họ đến để an ủi Chúa. Nhưng cho dù ngày xưa hay là ngày nay, thì tất cả chúng ta đều phải suy gẫm lời mà chính Chúa nói với dân thành Jerusalem. Các bà, các chị, khóc thương tôi làm chi? Hãy khóc thương thân phận mình và thân phận con cháu. Chúng ta khóc thương Chúa, chúng ta lo buồn cho Chúa, điều đó chẳng có ích gì. Lý do là bởi vì Chúa xuống thế gian này vì chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta, vì ơn cứu rỗi của chúng ta. Chính vì thế mà khóc thương Chúa thì đúng hơn phải là khóc thương cho chính phận mình và cho anh chị em của chúng ta. Mỗi khi suy niệm chặng đàng thánh giá và cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi hãy thương linh hồn của chính chúng ta. Như có lần tôi chia sẻ với cộng đoàn, Thánh Gioan Kim Khẩu nói với chúng ta rằng chúng ta phải thương linh hồn mình. Phải thương linh hồn mình để khi ra khỏi cõi đời này, linh hồn không bị tống vào nơi khóc lóc và nghiến răng, không bị tống vào nơi mà ở đó ròi bọ không chết, lửa không tắt, không bị tống vào nơi xa nhân Thánh Chúa muôn đời. Chúng ta phải thương linh hồn mình. Và để thương linh hồn mình thì Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng ngay ở đời này bao lâu còn hoán cải, bao lâu còn có khả năng tránh xa tội lỗi, bao lâu còn có thể làm những điều tốt thì hãy gắng mà thực hiện. Làm lành, tránh giữ, làm những điều tốt,
và đừng để bị luận phạt trước tòa Chúa như người giàu có không biết thương xót. Chúng ta thương Chúa, hóa ra lại là thương chính bản thân mình. Những dòng nước mắt khóc thương cho sự khổ nhục của Chúa phải là sự khóc thương cho chính linh hồn chúng ta. Cùng với việc thương chính mình, chúng ta phải thương đến con cháu chúng ta. Con cháu chúng ta rồi sẽ tiếp nối sự nghiệp mà chúng ta để lại. Tất cả những bậc cha mẹ, những người lớn tuổi đều mong muốn con cháu lớn lên là những con người đạo đức, là những con người tốt lành, là những con người làm cho danh gia vọng tộc được sáng láng và làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt. Nhưng nếu như chúng ta không để ý, không quan tâm và không giáo dục một cách đúng mức, thì tất cả những điều đó chỉ là ước mơ mà thôi. Và nếu như không cẩn thận thì sẽ dẫn đưa giới trẻ và con cháu chúng ta đến với những điều xấu xa của xã hội này. Qua các phương tiện truyền thông, đâu đâu chúng ta cũng thấy những lỗi khắc hoài mà người lớn dành cho học sinh ngày hôm nay. Đạo đức xuống cấp, các việc đối xử tàn bạo len lỏi vào cả những tuổi thiếu niên và biết bao nhiêu điều xấu khác nữa. Đương nhiên vẫn có đó những tấm gương tốt lành, những con người được giáo dục đàng hoàng, nhưng đầy rẫy những cảnh đời mà khi nghĩ đến chúng ta lại thấy lỗi phần nhiều thuộc về người lớn. Cho nên thương xót con cháu, chính chúng ta phải sống đạo đức, chính chúng ta phải làm gương sáng, chính chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta biết ăn, biết nói, biết gói, biết mở, biết đi hỏi về chào, và nhất là biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa đầy tình thương. Khi mà một đứa trẻ luôn biết cậy trông vào tình thương của Chúa, nó sẽ lớn lên trong ân sủng, lớn lên trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trở nên những con người tốt lành. Thương Chúa, khóc Chúa, chúng ta phải thương chính con cháu chúng ta. Cùng với việc thương con cháu chúng ta, những người chúng ta có trách nhiệm, những người liên hệ trong máu mủ huyết thống, chúng ta cũng phải thương anh chị em chúng ta, thương toàn thể thế giới. Tưởng rằng khoa học phát triển, con người ta sẽ sống trong sự đầy đủ, sống trong sự bình an và chia sẻ. Thế nhưng những ý tưởng đó gần như không trở thành hiện thực. Số người giàu có càng ngày càng gia tăng, nhưng đồng thời số người nghèo khó thì lại tăng nhiều hơn. Số người bị chết đói, bị thiếu thốn những phương tiện về y tế và đặc biệt là trẻ em không được đến trường càng ngày càng gia tăng. Khoa học phát triển thì chiến tranh lại trở nên dữ tợn hơn. Và nhìn quanh đâu đó chúng ta vẫn thấy biết bao nhiêu người phải than khóc về chính nỗi khổ mà họ gánh chịu trong cuộc sống này. Khi mà chúng ta thương Chúa, chúng ta cũng phải thương người khác. Và để thương người khác được, chính chúng ta phải thể hiện lòng nhân ái của Chúa nơi cuộc đời của mình. Cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô mang lại ơn cứu độ cho những ai tin. Và Chúa vẫn yêu thương chúng ta cho đến cùng. Nhưng chúng ta chỉ có thể đón nhận được tình yêu của Chúa, đón nhận được ơn cứu độ chừng nào chúng ta biết thương chính linh hồn mình, chúng ta biết thương con cháu chúng ta và thương những người mà chúng ta gặp gỡ, ngay cả những người chúng ta không gặp gỡ trong cuộc sống này. Chỉ khi chúng ta cố gắng thể hiện tình thương như thế trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta mới có thể phục sinh với Chúa một cách vinh hiển.
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng. Xin mời quỳ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô, là đấng yêu thương gầy dựng Hội Thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn, để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời đứng. Tái cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục. Xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân Thánh Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân Thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tái cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Giuse của giáo phận chúng ta, cho hàng giám mục, linh mục, phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu. Xin mời quỳ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể hội thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu, xin Chúa thương cho mỗi thành phần hội thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban, để trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tái cầu cho anh chị em sự tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho hội thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tái cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật. Xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong hội thánh duy nhất của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ và những kẻ sum vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tái cầu xin cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh Thánh Chúa và trung thành với giao ước của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Tái cầu cho những người ngoài Kitô giáo, xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô, nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tái cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn gieo lương tâm ngay thẳng. Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa. Và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tái cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia, xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng và cho mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, tái cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dù lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, gìn giữ lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian.
Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nước lực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời. Thank you.
thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, từ nguồn thánh tâm yêu thương Ngài, sông an thiêng dạt dào vô tận. Qua xa ôi điên cuồng ai có thâu chăng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, để cứu chúng con khỏi tử thần, con yêu thương Cha cùng ban tặng lòng trời yêu điên cuồng ai dám sanh bằng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, thập giá ôi điên cuồng ai có thâu chăng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Chúa Giêsu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm con một Chúa đã chịu chết vì chúng con và tin tưởng sẽ được phục sinh với Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Việc hôn chân là một việc đạo đức rất là tốt lành. Nhưng sự đạo đức tốt lành đó chỉ có thể được thực hiện khi mà chúng ta làm với lòng yêu mến. Khi mà chúng ta chỉ vì sự tranh thủ để về sớm thì không phải đó là lòng đạo đức. Cho nên mỗi người chúng ta phải thể hiện lòng yêu mến Chúa một cách chân thành. Hôn chân không phải là chuyện chúng ta đi lấy cái của mà không lấy nhanh thì sẽ hết. Chúng ta chen chúc là một điều không bao giờ nên làm. Chúng ta xô đẩy là một điều không bao giờ được phép trong nhà thờ. Và nhất là khi hôn chân mà chúng ta lại xích mích với nhau thì tốt nhất nên đi về trong bình an thì hơn. Thánh giá của Chúa vẫn hiện diện với chúng ta, không chỉ hôm nay mà suốt cả ngày mai. Vì thế mà chúng ta không chỉ hôn chân vào lúc này và ngay bây giờ, mà từ bây giờ cho đến 12 giờ đêm chúng ta hoàn toàn có thể hôn chân Chúa được. Và ngày mai có cả ngày nữa. Vì thế mà tôi xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta thể hiện lòng yêu mến Chúa một cách thật đúng đắn, không có xô đẩy, chen lấn. Và chúng ta lên như rước lễ thì Chúa mới vui mừng khi chúng ta yêu mến Chúa như thế.